Khôi rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn một bộ truyện của tác giả Lê Nguyệt. Bộ truyện được mang tên Nắng trên đầu ngọn cỏ. Khôi dự tính làm bộ truyện này trong vòng 10 tập. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với tập 1. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Người ta thường hay hạnh phúc khi nhắc đến tuổi thơ của mình được ở gần bà ngoại. Nếu như vì lý do gì đó mà được ngoại cưu mang, thì cuộc sống càng êm ấm, không thua gì ở cùng ba mẹ khi gia đình đông đúc anh chị em. Có khi còn được nhiều ưu ái hơn. Tôi và thằng Chậm ở với ngoại từ lúc chúng tôi mới được sinh ra. Chị em tôi bên cạnh bà ngoại, đến nay tôi đã 15 tuổi, học lớp 9, thằng Chậm 13. Học lớp 7 rồi. Chúng tôi ở với ngoại không phải do tự nguyện. Mẹ tôi là con gái duy nhất của ngoại. Mẹ tôi không có cha. Lúc ấy bà ngoại cũng ngoài 30 tuổi, muốn có đứa con dưỡng già vì ngoại đã trải qua thất bát mối tình đầu. Người ta phụ bạc ngoại để đi cưới vợ. Ngoại đã uống thuốc trừ sâu để tự vẫn nhưng không chết. Sau đó ngoại có thai với ai không biết và sinh ra mẹ tôi. Cha mẹ tôi không yêu nhau là do bà ngoại ép duyên, vì thay bên nội tôi là gia đình nha giáo. Ông nội tôi là giáo viên đã mất sau cơn bạo bệnh, bác hai chú út là giáo viên cấp 3. Chỉ có cha tôi tính tình chậm chạp và không được lanh lợi như người khác nên học hành chẳng tới đâu, chỉ làm bảo vệ cho trường cấp 3 mà bác hai và chú út dạy. Mẹ tôi làm dâu cho nội, ở cùng với bác gái. Nhưng chị em bạn dâu cũng chẳng có lời qua tiếng lại mít lòng nhau. Bác hai gái cũng là giáo viên, dạy chung với bác hai tôi. Khi mẹ tôi mang thai thì bác gái cũng mang thai. Bà ngoại xin phép bà nội rước mẹ tôi về nuôi đẻ để bà nội rảnh tay nuôi bác gái. Bà nội có sạp rau quả ngoài chợ và nuôi lớn các con thành đạt đều nhờ vào sạp này. Và khi tôi ra đời được 6 tháng, ngoại xin phép nội được nuôi luôn rể là cha tôi. Bà nội sau khi đắn đo hỏi ý cả nhà rồi cũng đồng ý. Khi tôi phần nào hiểu chuyện, tôi biết bà nội đã bù xớt cho cha tôi nhiều hơn hết thảy hai người con kia. Cũng chính vì điều này mà bà ngoại dù bên trong chỉ chiếc cha tôi, nhưng hễ có ai thì bà mẹ mẹ con ngọt liệm. Cha mẹ tôi nỗ lực thay đổi hoàn cảnh sống của cả nhà. Bà ngoại đi đứng bất tiện vì một chân bị teo lại, nhưng cũng là người giỏi giang tháo vát. Bà sống chan hòa với xóm làng. Đám giỗ, đám cưới, tiệc tùng gì của ai, bà cũng đều tham dự, dù nhà tôi không hề có một đám gì lớn hay nhỏ. Mẹ tôi lo tiền cho bà đi đám cũng đủ sắp mặt. Hàng tháng, bà có tiền lương cấp cho người tàn tật, cũng chẳng bao nhiêu, nhưng bà luôn luôn tuyên bố mình không ăn bám ai, sống nhờ vào lương của mình. Cha mẹ tôi đi làm, thằng Chậm và tôi giao lại cho bà giữ. Kêu em tôi là Chậm, bởi vì nó chậm biết nói, chậm biết đi. Hồi nào cũng ngồi im thinh thích ra đó. Có người xấu miệng còn cho rằng nó bị câm điếc. Nhưng da nó trắng bóc, mắt nó to đùng, mặt thật là dễ cưng, nhìn thấy chỉ muốn hôn. Bên cạnh nhà có bà cụ Tứ, bà rảnh rỗi hay ẵm nó về chơi, bỏ nó vô thau cho nó tắm, dạy nó đi, dạy nó nói. Đến 3 tuổi thì nó đi được và nói được ngon lành. Khi tôi học lớp 4, Chậm lớp 2 thì mẹ tôi mắc bệnh nan y. Mẹ chạy chữa khắp nơi bằng thuốc nam, nhưng cuối cùng vẫn phải nhập viện điều trị. Bệnh viện ung bướu nói mẹ tôi bị ung thư vòm họng đã đến thời kỳ cuối, vì tế bào ung thư đã di căn sang các bộ phận khác. Lúc đó tôi mới biết mình có ông ngoại. Trước đó tôi nghe người ta đồn đại rằng chỉ có ông bà cụ Tứ mới biết rõ tác giả bào thai của bà ngoại. Bà cụ không nói ra, nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Ông ngoại tôi có quan hệ chi với bà, nên bà rất mực thương yêu chị em tôi, nhất là thằng Chậm. Ông ngoại đã có vợ khác từ lâu. Con của ngoại chỉ nhỏ hơn mẹ tôi vài tuổi. Nghe tin mẹ tôi bệnh, ông có gửi tiền thuốc thang. Nguyện vọng cuối cùng của mẹ
là được gặp cha mình. Ông hứa đến bệnh viện thăm nhiều lần, nhưng cho đến khi mẹ tôi mất đi, cũng chưa biết được mặt cha. Người ta đến thăm, làm từ thiện cho mẹ tôi rất nhiều tiền. Mẹ tôi mất trước mặt chị em tôi. Tôi lúc đó đã biết chết là gì, nhưng thằng Chậm thì chưa. Nó cũng không dám đến gần mẹ, vì thấy mẹ đầu trọc lóc, ốm còi xương và đã xa cách nó hơn 7 tháng nằm viện rồi. Vậy là chúng tôi mất mẹ. Cha tôi định đưa chị em tôi về nội. Trong thời gian 7 tháng nằm viện của mẹ, một tay bà nội chăm sóc đỡ đần. Bà ngoại viện lý do phải ở nhà lo cho chị em tôi nên không đến nuôi. Nhưng người nhà nói bà sợ phải ngủ ngoài hành lang của bệnh viện ung bướu, hôi hám, tanh mùi ung thư. Vậy mà khi mẹ chết đi, bà khóc mếu máo suốt mấy tháng trời. Tiền chi phí thuốc men ăn uống khi nuôi bệnh một mình bà nội bỏ ra. Nhưng khi mẹ mất thì tiền phúng điếu, tiền ông ngoại gửi về làm mộ mẹ và tiền người ta làm từ thiện, bà ngoại không chi trả lại cho nội một đồng. Số tiền đó ngoại dùng để sống phẫn phơ hàng mấy năm liền. Bà nội xin phép ngoại rước chị em tôi về thì bà ngoại khóc lóc giữ lại, hứa sẽ xem cha tôi như con trai. Nếu sau này ông muốn tục quyền thì bà sẽ chấp nhận cho ông đưa vợ về ở chung nhà. Bà chỉ muốn gần gũi cháu ngoại để an ủi vong linh đứa con quá cố. Nội tôi thương tre già khóc mang non nên đồng ý cho ba cha con tôi ở lại. Lúc đó tôi chỉ mới học lớp 4, bây giờ là lớp 9. Vậy là chúng tôi mồ côi mẹ đã 5 năm rồi. 5 năm ấy, hai lần bà ngoại tống cổ cha con tôi đi cũng là hai lần bà năn nỉ ở lại. Lúc chúng tôi còn nhỏ, khi có ai đến nhà chơi nhắc tới mẹ là bà mếu máo, ôm thằng Chậm vào lòng, vừa khóc vừa kể, rồi hôn nó chồn chột. Nhưng khi chẳng có ai làm những chuyện quá sức, hễ chúng tôi chậm chạp là bà mắng chửi, hơi thở đứt đoạn như chúng tôi đã làm điều gì quá đáng. Tiếng nói rít, mắt kẹt giữa hai hàm răng nghiến chặt. Mắt chị em bay như mắt 100 giả lúa bạc. Người mần được thì chết, người vô dụng thì ở lại báo đời. Tôi nghe xong câu nói đó, tình yêu của đứa cháu dành cho bà ngoại mình mất sạch. Thật sự, tôi chẳng hiểu sao mà bà đóng kịch giỏi vậy. Trong mắt người ngoài, bà là một bà ngoại đầy ấp tình thương với hai đứa cháu mồ côi mẹ. Nhưng khi người ta quay đi, bà lại xem chúng tôi như một món nợ đời buộc bà phải cưu mang. Nhất là với cha tôi, bà ghét ra mặt, thậm chí không cho Chậm ngủ chung với cha vì chê cha hôi hám. Hôm nào cha không mua đồ ăn đem về làm cơm là hôm đó cha ngồi đứng không yên với bà. Cho nên hệ cuối tháng thì cha đều phải xin tiền bà nội, lương bảo vệ mà phải lo cho bốn miệng ăn, rồi tiền điện nước, tiền đám tiệc của bà. Hỏi sao cha tôi có dư giả cho được. Thương nhất là cha tôi nhớ mẹ cũng không dám bộc lộ. Mỗi khi ông đứng lại bàn thờ mẹ hơi lâu một chút là bà gầm lên. Không lo đưa mấy đứa nhỏ đi học, đứng đó trù chủ hả? Chiều tối, cha tôi ra ngồi bên mộ mẹ, thì trong nhà, bà mắng chó chửi mèo, nói cha tôi làm bộ làm tịch, chứ thương yêu gì. Thằng Chậm nhiều lần bên cha cự lại bà, vậy là nó bị bà chửi sắp mạng. Nhìn cha mà tôi thương muốn chảy nước mắt, tôi muốn thấy cha mình vui vẻ để khoai khỏa. Mới bao nhiêu tuổi mà phải mất vợ với tình cảm này. Cha tôi có muốn cưới vợ khác, thật không dễ gì. Mới đây, khi bà đi đám tiệc ở nhà bà con xa đến 2 ngày, cha con tôi mới có dịp ngồi lại nói chuyện riêng với nhau. Thằng Chậm bức xúc. Con chán ở với bà ngoại lắm rồi nghe. Bà chửi suốt ngày không hồi nào ngớt miệng. Chửi gì mà ham chửi quá trời. Chị hai mừng gì cũng không vừa bụng bà hết vậy. Tôi muốn khóc, nói với ba. Hay mình về nội ở đi cha. Cha tôi buồn, ông trầm ngâm một hồi mới nói. Khi mẹ tụi con mất, cha đã hứa với mẹ con là sẽ chăm sóc cho tuổi già của ngoại. Nên dở, dù ngoại có nặng nhẹ gì, cha cũng không đành bỏ đi. Bà ngoại đuổi mình 2 lần rồi cha. Nhưng ngoại cũng xin lỗi mình 2 lần. Bà ngoại chân cẳng yếu đuối, không có cha đỡ đần sao được. Vậy mà không biết thân,
chửi chửi hoài. Thấy chị hai thương muốn chết hà. Mỗi lần coi mồi bà muốn chửi con là con đi qua nhà cụ Tứ chơi, lấy gì cho bà chửi. Nhưng khi chị hai tưới thì con sẽ phụ kéo ống, chứ một mình hai làm sao được. Tôi biết cha mình buồn lắm. Đối với cha, ngoại không có một chút tình cảm nào. Nhiều khi thấy ngoại liếc thấy cha, tôi thương cha tôi quá. Bữa cơm cha ăn cũng không yên, giấc ngủ cha nằm cũng chẳng tròn vẹn. Ở đâu ra hàng đống khuyết điểm, hàng đống lỗi lầm để bà chỉ trích cha tôi. Tôi chán cảnh phải nước mắt chan cơm của cha con chúng tôi lắm rồi. Mà chị em tôi và cha đâu có ăn chực của ngoại. Cha tôi có lương, hàng tháng bà nội dội mua gạo trút đầy khạp, đủ cho cả nhà ăn một tháng. Nội còn mua mắm muối tương chao, còn để sẵn một thùng mì tôm để chị em tôi học bài khuya nấu ăn. Sáng đi học, nội thường mua đồ ăn sáng cho chúng tôi. Cha tôi luôn dặn dò đừng nói gì cho nội biết, sợ nội buồn. Và mình cũng không thể về ở với nội được, vì gia đình bác hai gồm 4 người và chú Út, vợ đang mang thai đứa con đầu lòng, cũng ở chung. Mà nhà phố chợ tuy đẹp nhưng hẹp té, không rộng rãi như trong vườn được. Nói chung, nội tôi góp phần nuôi ngoại. Tôi thỏ thẻ với cha. Hay là cha con mình dọn ra thuê nhà ở đi cha. Gạo thóc mắm muối có bà nội lo, lương cha lãnh, cả nhà xài tằn tiện cũng được. Ngày nghỉ, con với em bán vé số kiếm thêm, chứ ngày nào cũng nghe ngoại chửi, ngoại nghiến răng trèo trẹo rủa xả ba cha con mình. Con chán lắm, sợ ngày nào đó con nhịn không được sẽ trả treo, thành ra hỗn hào vô phép. Thằng Chậm cũng chêm vô. Dọn ra ngoài ở đi cha. Bà cụ Tứ cũng nói với bà ngoại hoài. Chị chửi tụi nó từ sáng tới chiều. Con nít mà, có gì thì dạy biểu nó. Chị nghiến răng rủa nó nghe ghê quá. Chuyện cũng đâu có gì, mà ngày nào cũng có chuyện cho chị chửi. Riết tôi thấy hai đứa nhỏ lầm lầm lì lì, không có nổi nụ cười luôn. Người ngoại còn nghe thấy, huống chi trong nhà. Tại bà cụ Tứ ở sát bên mới nghe, chứ những người khác tưởng ngoại cưng mình lắm. Dọn đi ngang cha. Kỳ này bà ngoại có năn nỉ cũng nhất định không được siêu lòng ngang. Cứ sống vậy hoài, con sẽ bị nhũng não cho coi. Cha tôi cúi đầu xuống, nước mắt tràn xuống đôi má nhăn nheo. Cha tôi già hơn tuổi nhiều quá. Ông nhìn hai chị em tôi, mím môi, thở một hơi dài. Không ân hận chứ? Chị em tôi đồng thanh. Không hề ân hận. Được, để cha nói chuyện nghiêm túc với bà ngoại một lần. Hôm sau bà ngoại về, bày đồ ăn đám giỗ gửi cho lên, kêu tôi soạn ra, rồi leo lên võng nằm. Tôi còn ngồi giá lại cái áo đã sức chị của cha, chưa kịp đứng dậy thì bà đã hét lên. Lỗ tai trâu sao á, tao nói không nghe. Chờ con giá xong cái áo cho cha con đã ngoại. Cái áo quan trọng hơn đồ ăn sao? Thằng Chậm vội lấy lòng bàn úp đồ ăn lại, nó cũng tức. Thì đại lại lát dọn, chờ chị con á, giá xong cái áo của cha chút chứ gì ngoại. Trời ơi trời, nuôi cho chúng lớn lên, không nhờ được một chuyện nhỏ mà lại trả treo như vậy. Quân nào dạy tụi bay mất dạy như vậy hả? Thằng Chậm đúng là con nít, nó biết cha có dự tính ra đi, nên cũng không kiên dè gì nữa, đốt chát lại ngay. Bạn con nói á, nó ở với ngoại, được bà ngoại cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Đã già đầu, vẫn còn được ngoại ôm hôn, tắm gội. Còn chị em con á, phải tự lo cho mình từ lúc mẹ chết tới giờ. Có mặt ai á, thì ngoại cũng ra giọng thương tụi con lắm. Ngoài ra, thì dù tụi con không mắc lỗi gì, ngoại cũng có chuyện chửi từ sáng tới chiều. Ngày này qua tháng nọ, sao chịu nổi? Xin về nội á, thì ngoại không cho. Ở đây á, thì ngoại nói đầu thai lên báo đời ngoại. Vậy ngoại, một tiếng đi. Cha con á, dọn ra ngoài liền. Bà ngồi bật dậy, trố mắt nhìn Chậm, rít lên trong cổ họng. Đồ chó! Ai xúi biểu mày nói vậy chứ hả? Nuôi mày bao nhiêu năm, bây giờ mới bay lớn mà vô ơn phản chủ rồi. Không ai xúi con hết á, là con xúi cha con dọn đi. Nhưng cha nói đã hứa với mẹ là ở cạnh chăm sóc tuổi già cho ngoại, nên không đành lòng bỏ ngoại lại. Nhưng mà con thấy ngoại đâu cần chăm sóc gì. Tụi con ở lại chỉ chướng tai gai mắt ngoại thôi. Mỗi câu nói của Chậm đều trúng với ý tôi. Nhưng tôi lớn rồi, không thể nói những lời tàn nhẫn với ngoại như nó. Tuy nhiên,
tôi không thấy ngoại ái ngại gì, mà càng tỏ ra giận dữ thêm hơn. Bà cầm cái quạt giấy đang quạt phành phạch trên tay, xếp lại, ném vào mình chậm. Thằng chó đẻ, đi ra khỏi nhà tao liền. Ngoại đuổi nữa thấy chưa, con đi á thì cả nhà con đi hết. Cha tôi nghe lớn tiếng trong nhà, bèn từ ngoài sân đi vào, vừa thấy mặt, bà ngoại chụp mũ liền. Mày dạy con mày cãi tay đôi với bà ngoại nó à? Quá đáng lắm rồi. Cha con bay á, khăn gói đi khỏi nhà tao nhanh lên, không chần chờ một phút nào. Lần đầu tiên tôi thấy cha phản ứng với ngoại. Mẹ đuổi thì con đi, lần này cha con đi và sẽ không quay lại nữa. Chỉ khi nào mẹ thật sự yếu đuối, không thể tự mình sinh hoạt nữa, thì cha con sẽ trở về thực hiện lời hứa với mẹ tụi nhỏ. Con đã nhận ra rồi, cho dù con có ở đây cả đời, thì mãi mãi cũng không phải là người nhà của mẹ. Vui thì mẹ cho ở, buồn thì đuổi đi. Con gái con cũng đã lớn rồi, nó phải ăn học tới nơi tới chốn, mà suốt ngày thấy mặt là mẹ chửi như có thù kiếp trước là tại sao. Mẹ con thì luôn nói mẹ mất, ở với ai cũng không bằng ở với ngoại. Nhưng trong hoàn cảnh này, con thấy mẹ con đã sai rồi. Cha tôi lấy cái áo mặc vào, lại bàn thờ mẹ đốt ba nén nhang. Ông cắm vào lư hương rồi chắp tay nói khẽ. Em, anh đi đây. Anh dẫn theo các con. Xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa với em. Con mình đã lớn rồi, nó cần không gian yên tĩnh để học, cần môi trường văn minh để hội nhập. Mà ở đây, như em chứng kiến đó, anh sợ con gái của chúng ta sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm, thì một mình anh sao đảm đương được. Đừng trách anh ngang em, anh sẽ cố gắng nuôi dạy tốt hai đứa con mình. Trước vong linh em, anh hứa sẽ không bao giờ để con mình sống chung với mẹ ghẻ. Tuổi thơ của nó kể ra cũng bất hạnh lắm rồi, làm được gì anh sẽ làm cho con. Nước mắt chị em tôi tràn ra không thể ngưng được nữa. Chúng tôi chắp tay xá mẹ hai xá, rồi vào lấy túi đồ đã chuẩn bị từ lâu. Thằng Chậm đeo hai cái cặp nặng trịch của tôi và nó chạy trước và không nhìn lại ngoại. Tôi lớn rồi nên không thể như nó được. Đứng trước mặt bà, tôi cúi gặp người. Con đi nghe ngoại. Chắc chắn bà không thể nào ngờ được cha con tôi đã quyết liệt dứt áo ra đi. Xe nổ máy trở đi vài thước, tôi quay lại thấy bà vẫn ngồi ngay người trên võng, mâm đồ ăn được lòng bàn úp kín. Cha con tôi chọn đi ngay buổi chiều hôm đó. Cha đến gần trường cấp 3 nơi ông làm bảo vệ, thuê căn phòng nhỏ 30m², mỗi tháng 700.000. Căn phòng chật chội lắm, chiều rộng 3m, dài 10m, không có gác xếp gì hết. Cũng không có phòng ngủ luôn, chỉ có một phòng duy nhất từ ngoài bước vô, một nhà tắm và cái bếp. Vậy là cha con tôi phải ngủ chung nhau rồi. Chúng tôi rời khỏi nhà ngoại Tây không, nên chẳng có mền chiếu gì hết. Để đồ ra đó, tối cha tôi chở chị em tôi về nội. Bà nội nghe nói thì há hốc miệng, ngạc nhiên rồi òa lên khóc. Đến bây giờ bà mới biết cha tôi bị mẹ vợ bạc đãi. Bác hai nói, thôi như vậy cũng được. Vợ có hai phương án. Thứ nhất, ba cha con dẫn nhau về đây, kệ, sống chen chúc đùm bọc nhau. Thứ hai, vẫn cứ thuê nhà ở, mẹ và anh chị sẽ cung cấp cho, không để cha con thiếu thốn đâu. Bà nội mếu máo nhìn cha tôi mà nước mắt rưng rưng. Thôi cứ ở nhà trọ đi con, về đây chị xui cố cớ ra quậy sùm nữa, chị sẽ nghĩ mẹ xúi giục con đi. Ba cha con cứ ở nhà trọ, tối nay ăn cơm và ngủ lại đây, mai mẹ vô sắm sửa đồ đạc cho. Thằng Chậm nhảy phóc vào lòng bà nội hí hửng. Nội mua cái chiếu cái mền được rồi, gối thì tụi con lấy tập kê, mùng cũng khỏi luôn, con lụm gió bưởi vừa thơm vừa không bị mũi cắn nữa bà nội. Bà nội bậm môi ôm nó vào lòng mà nước mắt lúc nào cũng muốn chực rơi. Đêm hôm đó cha con chúng tôi ăn ngủ nhà bà nội. Cũng may sáng hôm sau là chủ nhật nên chị em tôi và cha đều ở nhà.
bà nội bỏ sạp rau vô sớm lắm. Bà đem cho cha tôi nồi cơm điện mới và ba cái nồi, tuy là cũ nhưng vẫn chưa xài tới. Một cái bếp ga mini, hai cái thau, một chục chén đũa, vài cái tổ, vài cái dĩa muỗng, chổi, cây lau nhà có đủ. Bác hai gái đem đến một thùng mì ly. Bác nói ăn xong rồi bỏ, khỏi tốn nước rửa. Thím út gửi bác hai đem vô mấy chục hộp vịt lộn, dầu ăn, đường cát, bà nội sắm đủ không thiếu thứ gì. Vậy là cha con tôi có nhà riêng của mình rồi. Bà nội nói, để về kêu bác hai soạn ra cái ghế bố cũ một người nằm cho tôi. Con gái lớn rồi, không ngủ chung với cha và em trai được. Rồi nội sẽ mua cho cái mùng một nóc để giăng, chứ nhà trọ đầy muỗi, sao ngủ được. Bà nội chu đáo như vậy, hèn gì mẹ tôi bệnh, một tay bà chăm sóc. Cứ mỗi lần nhớ tới điều đó, trong lòng tôi rất mang ơn bà. Trước khi về, bà nội nắm tay tôi dặn dò. Chăm sóc thằng Chậm nghe Thủy. Từ nay đừng gọi nó bằng Chậm nữa, mà hãy gọi tên khai sinh của nó cho quen. Nó tên Nhật phải không? Dạ phải rồi bà nội. Hai chị em ráng học hành cho giỏi, để sau này đỡ cực, mà còn có thể nuôi cha con nữa. Bà nội không có tài sản gì để chia chác, lo cho cha con được gì thì bà nội lo. Cho nên chị em con phải cố gắng, đừng có tính chuyện đi bán vé số nghe hôn. Con biết rồi nội. Nói thì nói vậy, chứ chị em thỉnh thoảng cũng phải chạy về thăm bà ngoại. Bà chân cẳng yếu đuối, muốn đi tìm mấy cha con cũng khó, máu chảy ruột mềm. Bà ngoại nói vậy, chứ sao mà ghét bỏ tụi con được. Thằng Chậm trề môi cả thước. Sứ, không dám không ghét đâu bà nội. Không ghét mà chửi từ sáng tới chiều được hả? Chung quanh đó chỉ có ông cụ Tứ nghe thôi, mà bà cụ Tứ thì ít khi đi đâu, nên cũng không có nói với ai. Bây giờ ra ở riêng rồi, có gì ăn nấy cũng được, miễn vui vẻ thôi. Ở trọng con muốn chơi với thằng Tuấn và con Bỉm cũng không chơi được luôn. Vắng một chút, cái ngoại réo về chửi, chán thấy mẹ à. Bà nội nhìn tôi. Rầy nó ngang con, đừng để nó suy nghĩ lệch lạc rồi thành kiến với bà mình. Nghe câu này mà nhớ nè Nhật. Con chim se sẻ, nó đẻ cục đình. Bà ngoại đẻ má, má đẻ mình, con biết không? Bây giờ bà nội theo bác gái về, có cần gì thì chạy ra sập rau gặp bà nghe hôn. Muốn ăn rau cải gì thì ra lấy. Tôi vội vã nắm tay bà nội trấn an. Nội về đi và đừng lo gì hết nghe nội. Tụi con cũng lớn rồi, thằng Chậm cũng học lớp 7 rồi mà nội. Chịu cực vài năm nữa, con tốt nghiệp cấp 3 rồi sẽ xin đi làm công nhân, cũng có tiền nuôi nó học tiếp, vô đại học cũng được mà nội. Ồ, con cũng phải vô đó. Con vô thì cha con nuôi không nổi đâu nội. Mà thôi, đó là chuyện sau này, để sau này tính đi. Bà nội về, tôi soạn đồ ra chất lên kệ bếp. Thằng Chậm coi bộ vui lắm, nó hí ha hí hửng cười cười nói nói. Sang năm chị lên lớp 10, học sát bên, còn mình thì phải đi tuốt ra chợ. Thằng Chậm từ hồi biết nói tới giờ, lúc nào cũng xưng mình với tôi, chưa từng xưng em. Không biết sao, nó lại kỳ cục như vậy, có lần bị bà ngoại la. Chị thì phải em, sao lại là mình? Nó làm thinh không nói gì, nhưng khi không có bà ngoại, nó trề môi. Sà, muốn xưng gì thì xưng, kệ người ta. Vậy mà cũng thắc mắc à, bắt lỗi bắt phải, mệt hà. Thấy tôi đang lu bu, Chậm giọt ra ngoài, tôi la lên. Ê, thằng kia, đi đâu đó mày? Cái mặt nó ụp xuống, thấy thương hết biết. Tôi mắc cười, ngoắt nó lại. Tự nhiên sao Chậm âm chù ủ vậy? Miệng nó méo xệch qua một bên như muốn khóc. Tự nhiên lại kêu người ta bằng mày à? Tôi mắc cười nôn, ôm lấy nó, Chậm xô ra. Người ta lớn rồi, chứ không phải con nít đâu mà hở cái ôm ôm. Học lớp 7 rồi đó, nhỏ hơn chị có 2 tuổi chứ mấy. Biết rồi, người lớn. Người lớn lại đây, ngồi chơi nói chuyện cho chị vui vẻ mà dọn dẹp coi. Mắc phụ gì không? Phụ lau nhà được không? Sao không đi? Bay lớn vậy mà lau nhà không được hả? Ở nhà ngoại chành bành còn lau được, huống gì cái phòng nhỏ chút ét này. Vậy lấy cây lau nhà lau đi. Nó săn sái làm liền,
chị em tôi vừa làm việc, vừa nói chuyện rôm rã. Chậm hỏi, sao mà con gái lớn không được ngủ chung với cha và em trai vậy chị? Tôi hiểu ý bà nội, nhưng không biết nói sao cho nó hiểu, bèn trả lời đại. Thì vậy đó, lớn lên rồi biết, hỏi chi? À, ngộ ha, không biết mới hỏi chứ. Bà nội nói, chứ bộ chị nói ha, muốn biết á, thì hỏi bà nội á. Mai ra hỏi liền, bí mật, hơi, mệt lắm. Con trai mà nhiều chuyện à? Nhờ nhiều chuyện mới biết chuyện nhiều chứ. Thằng này nói chuyện dần lên với nó, biết đến bao giờ mới dứt được. Tôi nấu cơm, chờ trưa cha tôi về, ba cha con cùng ăn cơm. Chỉ là một dĩa rau muống luộc, ba cái hộp vịt dầm chao mà chúng tôi ăn rất ngon và vui vẻ. Những giây phút hạnh phúc đó, tôi quên mất bà ngoại của mình. Bác hai chở vô cái ghế bố cũ, nhưng vẫn còn khá mới. Tối, cha tôi trải chiếc chiếu giang mồm cho chị em tôi. Nhìn thái độ của cha tôi, thật sự không thể hiểu được trong đầu ông đang nghĩ gì. Chúng tôi sống êm ả như vậy trọn một tuần. Mọi việc bắt đầu quen dần và dễ dàng sinh hoạt rồi. Đêm thứ 8, khi tôi chui vô bụng nằm trên ghế bố, còn Chậm nằm kế bên, cha tôi hỏi Chậm. Con có nhớ bà ngoại không? Cái thằng vô tình hết biết. Nhớ gì mà nhớ? Bà ngoại ghét cha con mình thúi con mắt luôn mà nhớ gì? Mình đi cả tuần, bả có kiếm đâu. Hôm kia, con gặp dì Bảy Tươi đón con dì ấy trước cổng trường. Vậy còn hỏi con vậy nè. Nghe bà ngoại con nói tụi con dọn ra ở gần trường cho tiện. Tụi con đi, bà nhớ lắm, nhưng không có ồn ào trong nhà cũng dễ chịu. Cha coi á, bà ngoại nói mình ở trong ồn ào khó chịu kìa. Cha tôi làm thinh một hồi rồi hỏi. Nhưng hai đứa ở đây có vui không? Có chứ, ở đây muốn ăn thì ăn, muốn học thì học, muốn ngủ thì ngủ. Ăn gì cũng thấy ngon, lâu lâu bà nội lại đem đồ ăn vô cho. Sống như vậy, sống hoài cũng được. Nó nói lăng xăng một hồi, rồi ngủ khò. Còn tôi thì khó mà dỗ giấc ngủ như nó. Chỉ là tôi đã lớn rồi, biết không thể cả đời ở nhà thuê nhà mướn được. Lương của cha tôi ít ỏi. Ông phải giữ xe thêm cho học sinh lớp 12 luyện thi buổi tối để có thêm 700 ngàn một tháng đóng tiền phòng trọ. Từ ngày ra đây ở, chúng tôi chưa ăn cơm tiệm lần nào. Sáng cha tôi dậy sớm nấu cơm, chiên vài cái hộp vịt để chị em tôi ăn đi học. Khi tôi học buổi sáng thì cha tranh thủ chạy về nấu cơm, đồ ăn thỉnh thoảng bà nội chu cấp. Tôi biết nếu không có bà nội, cuộc sống của cha con tôi sẽ vô vàng vất vả. Hôm nọ, cha tôi chở chị em tôi về thăm bà ngoại khi trời đã sẩm tối. Bà ngoại ở nhà một mình, nằm trên võng đu đưa. Tivi có chương trình ca nhạc, bà hát theo ca sĩ, coi bộ hào hứng lắm. Tôi nhìn trong mắt thằng Chậm, thấy nó rất thất vọng. Chắc nó cũng như tôi, chỉ mong bà ngoại buồn rầu ủ rũ vì nhớ chị em tôi. Ngờ đâu, bà lại có vẻ nhàn hạ như vậy. Nghe tiếng xe cha tôi đậu, bà chỉ liếc nhìn ra, cũng không ngồi dậy. Cha con tôi vào nhà chào bà. Ôi, bà ngoại của tôi. Một gáo nước sôi, bà đã tạt thẳng vào mặt cha con tôi, không thương tiếc. Sao? Sống bên ngoài hết nổi, nay trồi đầu về rồi hả? Chúng tôi sững sờ chưa kịp phản ứng, thì bà bồi thêm. Về thì về, không ai cấm cản. Nhưng chỉ có hai đứa nhỏ được về, thằng cha thì không. Đến lúc này thì tôi không thể im lặng được nữa. Tôi lắc đầu nhìn bà, phẫn uất. Tụi con nhớ ngoại, nên cha con đưa chị em con về thăm. Ngoại đã không cần tụi con nữa, thì về làm gì cho ngoại nhọc lòng. Cha con ở đâu, thì tụi con ở đó. Ngoại đừng nghĩ là sẽ chia cắt được. Hay quá, có hiếu quá ha. Có hiếu với thằng cha, sao không nghĩ tới con mẹ? Mẹ bay chỉ có một bà má tật nguyền này, mà tụi bay cũng đành bỏ bả một mình cô độc. Giờ mặt mũi nào mà quay về nữa hả? Hả? Thằng Chậm lẹ miệng hơn, nó hỗn hào đốt lại lời bà. Tụi con về thăm bà, chứ không phải về xin bà cho ở. Bà chửi chửi hoài, từ đây sắp tới nghỉ về thăm bà luôn. Bà ngoại người ta cưng chiều cu cu, bà ngoại gì mở miệng ra cái chửi chửi hà. Cuộc viếng thăm thất bại, tôi thương cha tôi quá. Trước khi ra về, ông định đốt cho mẹ tôi cây nhang,
nhưng nhìn thái độ gầm gừ của ngoại nên đành dẫn chúng tôi ra mộ mẹ. Ông cụ Tứ bên kia rào nhìn cha con tôi lắc đầu thông cảm. Thằng Chậm thấy ông thì la lên: "Ông ơi, bà đâu rồi?" "À, bà trong nhà đó con." "Ông nói với bà, con nhớ bà lắm. Bà có đi chợ thì ghé chơi với con nghe. Ghé trường á, gặp cha con dắt vô nhà." "Ờ, được rồi, để ông nói." Từ đó, chị em tôi không về thăm ngoại nữa, nhưng vẫn biết tin bà do những người trong xóm đi chợ nói với bà nội tôi rằng bà vẫn vui vẻ bình thường, hay tới lui chơi với hàng xóm, dòng án thì thuê người ta làm. Nghỉ hè, tôi bàn với cha là để chị em tôi đi bán vé số phụ với cha, nhưng ông và bà nội nhất quyết không cho. Vậy là tôi ra chợ phụ bán vé nội. Thằng Chậm bắt đầu lo cơm nước buổi chiều. Thằng coi dậy mà nấu ăn ngon ghê, chế biến đủ thứ để ra món ăn ngon. Tôi hỏi nó sao biết cách làm dưa chua bằng rau muống, thì nó nói cô Trinh ở phòng kế bên dạy nó làm. Ngộ thiệt, chúng tôi ở nhà trọ hơn một tháng rồi đó, chính xác là 1 tháng 13 ngày. Tôi chưa nói chuyện với cô Trinh một câu. Cô Trinh chắc chưa được 30 tuổi, dáng người thấp đậm, nước da bánh mờ, đôi mắt to đen, ăn mặc giản dị. Cô ở phòng trọ với cha ruột của mình. Cô có nghề sửa đồ, quần áo ai bị rách, rộng hay chật gì đều mang tới cho cô sửa. Tiền công mỗi cái chừng 5-10 ngàn. Ở đây học sinh đông và phòng trọ nhiều, cô làm không nơi tay nên ít khi thấy cô ra ngoài. Chuyện chợ búa cơm nước đều do cha cô lo. Ông trông ốm yếu bệnh hoạn, không được mạnh khỏe như người thường. Vậy mà thằng Chậm làm quen với cô và còn được cô chỉ cho làm đồ ăn nữa chứ. Cái thằng này thiệt là... Nhưng thù oán gì cũng phải công nhận, thằng Chậm đẹp trai và có duyên. Khi nó cười, mặt nó sáng bừng mà nó cứ cười suốt ngày nên được nhiều người mến. Thầy cô cấp 3 ai cũng thích nó. Tan học mà cha tôi chưa ra rước là nó đi bộ lại sạp rau của bà nội, nói chuyện sùm với khách hàng. Vậy mà người ta thích, sớm lại mua. Vì nó thích cô Trinh như vậy nên tôi cũng lân la làm quen với cô. Càng gần gũi cô, tôi cảm thấy cái khổ của cha con tôi không thấm thía gì, không bằng 1/1000 nỗi khổ mà cô Trinh đã và đang trải qua. Để làm quen với cô Trinh, tôi đem cái áo sơ mi của cha đã đứt hết 2 nút qua nhờ cô đơm lại giùm và cắt bớt cái lai áo vì cha tôi thường chê dài. Cô Trinh đang cầm cuội bên bàn máy may, cha cô nằm dài trên ghế bố y như ghế bố của tôi. Cô ngẩng mặt lên nhìn tôi cười nhẹ một cái, rồi nhìn vào cái áo trên tay tôi. Cô hỏi: "Con sửa gì vậy Thủy?" Tôi ngồi xuống ghế đặt cạnh cô. Hai cái ghế đẩu cũ xì, cô ngồi hết một cái. Chung quanh cô treo đầy quần áo đã sửa chờ khách lấy trên một sợi dây chì giăng ngang. Nhà không có tủ bàn gì hết, coi bộ cuộc sống của cô không mấy khả quan. Tôi nhẹ nhàng nói với cô: "Cô làm ơn lên lai giùm con cái áo của cha con, với lại đơm thêm 2 cái nút nữa ngang cô. Cô rắp lấy không Thủy?" "Cô rảnh thì làm, đồ khách cần hơn á thì cô làm cho khách trước đi." "À, con để đó, chút cô làm liền." Tôi nhìn qua hết căn phòng rồi nhìn cô. "Cô bận rộn vậy á mà thằng em con còn làm phiền cô nữa." "Phiền gì đâu, cô đang làm nó thấy nên bắt chước thôi mà. Nhật cũng khéo tay lắm đó, nó mà nấu ăn thường á con gái không theo kịp đâu." "Nó phá tàn canh cô ơi, nên chuyện gì cũng tò mò hết. Hồi ở trong ngoại á, đi học thì thôi, ở nhà là ở suốt bên cụ Tứ. Cụ làm gì nó cũng ngó lom lom rồi bắt chước à." Cô Trinh cười. Ba cô bỗng ho rủ rượi. Ông ngồi dậy mà ho. Cô hoảng hốt đứng lên thật nhanh, rồi vỗ vỗ vào lưng ông: "Cô sao hôn cha? Con nói cha nghỉ ngơi đi mà cứ lo làm này làm kia hoài. Cơm nước cứ để đó con nấu. Cha uống thuốc chưa?" Ông gật đầu. Cô Trinh đỡ ông nằm xuống. Ánh mắt lo lắng làm tôi chạnh lòng. Bất giác buộc miệng hỏi: "Cô ở đâu vậy cô?" Cô nhìn qua tôi một cái, rồi lặng lẽ cúi đầu xuống, nói nhỏ: "Cô ở xã bên kia." Thấy cô có vẻ không muốn tâm sự,
nên tôi xin phép về. Ngồi ở nhà, tự dưng cứ nghĩ hoài về cô Trinh. Mẹ cô đâu? Nhà cửa ra sao? Mà hai cha con phải đùm túm dắt nhau đi ở nhà trọ như vậy. Nhưng tôi chỉ quan tâm cô được có một hôm, rồi cũng quên đi. Sáng chạy ra chợ phụ bán với bà nội, thằng Chậm cũng đi theo. Chị em tôi được bà nội cho ăn sáng. Trưa, hai đứa về nấu cơm ba cha con ăn. Vậy cha tôi vẫn phải trông xe cho các anh chị lớp 12 luyện thi. Chiều tôi lại ra chợ phụ bà nội. Bà nội mua cho chị em tôi chiếc xe đạp cũ để chở nhau ra vô phụ bà. Cha con tôi yên ổn qua ngày. Thằng Chậm coi bộ vui. Hôm nào nó có hẹn với bạn bè đi đá banh thì chở tôi ra chợ rồi về đi với bạn. Nó coi bộ ung dung tự tại lắm. Có khi tôi về bất ngờ thấy nó ngồi bên nhà cô Trinh phụ xếp đồ cho cô giao khách hay cho cha cô uống thuốc. Coi bộ nó thân với cô lắm. Có một hôm, cô Trinh may cho nó cái quần tây màu xanh dương và áo sơ mi trắng để chuẩn bị nhập học. Cha tôi kêu tôi qua trả tiền giải và tiền công, nhưng cô nhất định không chịu nhận. Cô nói là do Nhật đã giúp cô rất nhiều. Trời đất, cái thằng đó không phá là may rồi, chứ giúp gì mà giúp. Cha tôi rất ít nói. Bà ngoại hay chê cha tôi ngu khờ khạo, không bằng anh em trong nhà. Nhưng khi lớn lên, thường xuyên tiếp xúc với bên nội, tôi mới biết cha tôi đáng kính trọng biết chừng nào. Ông nội là giáo viên, mà hồi mới giải phóng, lương giáo viên đâu được bao nhiêu. Nuôi mình còn không xong, lấy đâu mà nuôi cả nhà. Mấy năm sau giải phóng, bà nội tôi sinh ra bác hai, rồi cha tôi, rồi chú Út trong vòng 10 năm. Nhà nội nghèo sơ sát, bà nội phải mua gánh bán bưng để nuôi con. Cuối cùng cũng sang được cái sạp rau củ ngoài chợ. Từ đó cuộc sống mới ổn định. Nội dành dụm tiền mua cái nhà trong hẻm hiện đang ở. Rồi ông nội bệnh mất, bà nội hết sạch tiền vì lo thuốc thang chạy chữa cho ông. Bác hai lúc đó đang học lớp 12, cha tôi lớp 9, còn chú Út lớp 6. Vậy là cha tôi bèn nghỉ học để bác hai vào đại học sư phạm. Và chỉ có ngành sư phạm mới không phải đóng học phí. Cha tôi mới 15-16 tuổi mà chạy xe ba gác giao hàng cho tiệm nước ngọt, bia để kiếm tiền phụ bà nội. Cha chưa từng nhìn ngó người con gái nào cho đến khi có người làm mai mẹ tôi. Mẹ tôi lúc ấy đẹp lắm. Nhân duyên do trời định nên hai người đã cưới nhau mà không có tình yêu. Ở với nhau hai mặt con rồi, mẹ tôi lúc nào cũng bên vực cha. Khi bà ngoại chê bai cha này nọ, có khi mẹ cự ngoại ầm ầm vì bên cha nữa kìa. Mấy lúc như vậy, tôi thấy bà ngoại nhìn cha tôi bằng ánh mắt hết sức thù ghét. Thật lòng, tôi thấy cha tôi không phạm lỗi gì đến độ bà ngoại ghét bỏ như vậy. Nhưng lúc mẹ còn sống, làm gì thì bà ngoại cũng còn nể mặt mẹ, vì mẹ là trụ cột của gia đình. Nhưng khi mẹ mất rồi thì cha tôi chính thức là cái gai trong mắt bà ngoại. Và bây giờ có lẽ ngoại đã nhổ được cái gai đó ra rồi. Chị em tôi thương cha tôi. Kệ, ai nói gì thì nói, tôi vẫn thấy cha tôi vĩ đại trong cuộc sống. Cha đã cho mẹ con tôi trọn vẹn tình yêu, không hề sức mẻ dù bị tác động như thế nào. Bà nội thương cha tôi nhiều hơn bác hai và chú Út, vì bà biết cha tôi đã hy sinh quá nhiều để bác hai và chú Út có bằng đại học. Bên nội tôi anh em đoàn kết đùm bọc nhau. Bác hai gái và thím Út chưa một lần nào phân bì bà nội đối xử quá tốt với cha tôi cả. Tấm lòng của bà nội theo tôi thấy tốt hơn bà ngoại biết bao nhiêu. Cho tới một bữa nọ, chị em chúng tôi sắp sửa nhập học rồi. Tôi thì học cấp 3 nên ở gần phòng trọ. Thằng Chậm lên lớp 8 nên vẫn phải ra chợ. Bác hai gái và thím Út sắm cho tôi hai bộ áo dài, cho thằng Chậu hai bộ gồm hai quần tây và hai áo sơ mi trắng. Vậy là nó có được ba bộ. Coi bộ thằng nhỏ vui lắm. Hai chị em đang ngồi hí hửng trong nhà thì nghe bên kia phòng trọ. Xin được nói thêm, phòng tôi ở giữa phòng cô Trinh và cô Lĩnh. Cô Lĩnh này bán đồ la gồm nồi niêu son chảo. Giọng cô Lĩnh oang oang. Tốt lành cái thứ gì đó, không biết phải cha con hôn à, hay là thứ mèo mã gà đồng gì đó.
có nhà có cửa không ở, dắt nhau mướn phòng trọ, đặng đu đẩn chứ đâu. Nói nhỏ thôi, kẻo người ta nghe được thì phiền. Sợ gì chứ? Tôi nói phong long vậy hà, có ai trạch á thì nhúc nhích thôi. Nghe nói trước đây là thợ may cũng đông khách lắm, không biết mắc chứng dịch gì á, bỏ nghề, vợ đi sửa đồ hư đồ rách, lụm bà cát chơi vậy hà. Mẹ cổ đâu, sao không thấy hen? Thì đó, cho nên mới nghi họ không phải cha con là vậy. Tôi biết họ ám chỉ cô Trinh, trong lòng cũng bán tính bán nghi, nhưng mà nhìn khuôn mặt đôn hậu chất phác của cô thì không thể là loại người như họ nói được. Cô lĩnh bán đồ la đi khắp nơi, có thể cô đã đến khu vực nhà cũ của cô Trinh rồi nghe được chuyện gì hay sao? Lẽ nào người đàn ông ho hen bệnh hoạn sống chung kia không phải là cha cô, mà là loại lăng nhăng như cô lĩnh nói? Không lý nào, ông ấy già ngang đáng tuổi cha của cô Trinh mà. Ông ấy bệnh hoạn, cô Trinh phải chăm sóc từng chút một. Lẽ nào mèo mã gà đồng mà lại quan tâm lo lắng khi đối phương không có gì hết hay sao? Thằng Chậm nghe nói tức lắm, nó nhảy chồm lên định ra ngoài ăn thua với họ, nhưng tôi kịp thời níu tay nó lại. Chậm gỡ tay tôi, nó bườn ra ngoài. Tôi phát run, chắc là nó sẽ lên tiếng bên vực cô Trinh. Cái thằng tự nhiên nổi máu anh hùng nghe vậy. Tôi lật đật chạy theo nó, nhưng cả tôi và nó đều khựng lại. Ông Út, cha cô Trinh, siêu vẹo bước ra khỏi cửa. Cô Trinh níu tay áo cha mình. Ông Út tới chỗ mấy bà Tám, hất mặt, nhưng giọng yếu ớt run run. Cô muốn nói gì đó? Cô lĩnh có hơi bất ngờ, nhưng chỉ một thoáng đã lấy lại bình tĩnh. Cô biểu môi. Tôi nói phong long vậy á, ông có tịch hay sao mà nhúc nhích vậy? Đàn bà thì lo làm ăn đi, tối ngày đem chuyện người khác ra đàm tiếu không hay lắm đâu. Tôi nói sự thật mà đàm tiếu gì chứ? Sự thật á, là tôi không phải cha con Trinh à. Tôi với nó là mèo má gà đồng sao? Chuyện vậy mà cô cũng ống lên, không sợ trời Phật phạt bị á khẩu sao chứ? Nè, tôi không có nêu tên ông ra nghen, tự ông thấy ngượng nên kiếm chuyện, còn trù tôi bị á khẩu. Tôi không nhịn ông đâu đó. Cô Trinh vội vã kéo tay ông Út về. Thôi bỏ đi cha, người ta nói gì kệ họ, ngậm máu phun người dơ miệng mình, có bằng chứng thì họ đã la làng lâu lắm rồi. Thấy chưa, nó sợ rồi kìa. Nó cần bằng chứng kìa. Được rồi, vài ngày nữa tao sẽ đem bằng chứng ra cho mọi người biết hai người xấu xa ra sao. Cô Trinh kéo ông Út đang hậm hực vào nhà. Tôi liếc nhìn vào và thấy cô ấy đang bưng mặt khóc. Trong lòng tôi hoang mang cực độ. Hai người có phải là cha con không? Hay những lời cô lĩnh nói là sự thật? Sự thật họ là mèo mã gà đồng sao? Vì sao mà cô Trinh lại chấp nhận mối tình chênh lệch về tuổi tác và sức khỏe như vậy? Nếu hai người không có ràng buộc gì ngoài tình cảm, thì tại sao cô Trinh lại hết lòng lo lắng cho ông Út khi ông bệnh hoạn yếu đuối như vậy? Thằng Chậm thấy tôi có vẻ tư lự nên kéo tay tôi về phòng. Nó ấn tôi ngồi xuống rồi nói, giọng buồn rầu. Chị tin mấy con mẹ đó nói hả? Chị cũng không biết. Đừng có nghe họ nói bậy bạ nghe. Mình thì biết quá rõ đây. Ông Út là cha ruột của cô Trinh đó. Cưng nghe họ xưng hô cha con phải không? Xưng hô là một lẽ. Nhìn cách đối xử với nhau là biết. Chỉ có con thương cha mới hết lòng lo lắng cho cha mình khi cha bị bệnh. Chị thấy cô Trinh quanh năm suốt tháng có đi đâu đâu. Cổ ngồi suốt trên máy để sửa đồ. Nếu không có đồ sửa thì cổ may đồ chụp của con nít đem đi bỏ mối. Chủ yếu là kiếm tiền lo thuốc thang cho cha. Chỉ có cha thương con mới không nề bệnh hoạn mà đỡ đầu con, dù bệnh nặng cách mấy, cũng không muốn đi bệnh viện vì sợ tốn tiền. Yêu đương gì khi hai người đáng tuổi cha con của nhau? Mấy con mẹ rảnh háng, tụ tập bàn chuyện thiên hạ đã rồi, hết chuyện nên đơm đặt đủ thứ, là mất uy tín cô Trinh thì họ được gì chứ? Họ cố tình nói vậy, cho chủ nhà trọ đuổi cha con cũ đi sao? Thấy thằng Chậm bức xúc nóng nảy như vậy, tôi độ chắc nó có tình cảm tốt với cha con cô Trinh rồi. Mặc dù tin cô Trinh, tin nó, nhưng tôi nghĩ không có lửa sao có khói. Chắc là cô lĩnh đã nghe được gì về cô Trinh rồi. Mà nếu như đúng thật họ là bồ bịch,
thì cô Trinh cũng là người nghĩa khí, không bỏ ông trong lúc bệnh hoạn mà luôn gắn bó chăm sóc cho ông. Tấm lòng này đáng quý, đáng trân trọng xiết bao. Chuyện tới đó tạm ngưng, tôi vẫn thay cha con họ lầm lỗi sinh hoạt như vậy. Cô Trinh ít nói hơn, cô độc hơn. Thằng Chậm vẫn thường xuyên tới chơi với ông Út và cô. Nó vẫn không tin những lời cô Lĩnh nói. Buổi tối, nằm bên cạnh cha tôi, nó thủ thỉ. Con thích cô Trinh lắm cha, mà cô cũng thương con nữa. Nếu như mình không về bà ngoại, thì hay là cha cưới cô Trinh đi cha. Cha tôi cười khì, gõ vào đầu nó. Wow, có hai đứa bay, bà nuôi muôn sói tráng. Cứ vợ dẻ nuôi sao nổi nữa mà cưới. Với lại cô Trinh của con còn cha già yếu. Ba thì không có thời gian để chăm sóc phụ cổ. Chăm sóc người khác, chi bằng về chăm sóc ngoại con cho mẹ con yên lòng. Nhưng bà ngoại đâu có cần mình. Thôi đừng có nói bậy nữa. Cha chưa quên mẹ con được nên sẽ không cưới thêm ai đâu. Đợi hai đứa bay lớn, có nghề nghiệp tự lo thân rồi tính. Trời đất, chừng đó cha già ngát già ngơ rồi, ai thèm nữa mà tính chứ. Vậy thì ở vậy cho tụi bay nuôi. Không được, cha phải cưới cô Trinh thôi. Nói bậy bạ quá, im đi. Thằng Chậm phụng phịu vài câu nữa rồi ngủ khò. Nghe nó nói vậy, tôi cũng thấy cha tôi nên có người bầu bạn. Mẹ tôi mất cũng đã lâu rồi mà. Nhưng tôi biết cha tôi chưa để ý ai, vì vẫn chưa quên được mẹ tôi. Và nhất là giờ đây, ông vẫn còn phải lo cho chị em tôi nữa. Mà thằng Chậm này cũng ngộ thiệt, tự nhiên xúi cha cưới cô Trinh hà. Cô Trinh thì hiền, giỏi giang, nhưng cha cổ bệnh hoài không hết. Cưới cổ rồi, cha tôi lại cực thêm hay sao? Đúng là đã lớp 8 rồi mà vẫn ăn chưa no, lo chưa tới. Còn cô Trinh, thật lòng tôi cũng mến cô lắm. Cô hiền lành lịch sự, lại tốt bụng. Nhưng sao mà thấy cô buồn quá. Trong ánh mắt cô, lúc nào nhìn vào, tôi cũng nhận ra một nỗi buồn sâu kín khó thể giải bày. Tôi biết phía trước của cuộc đời cô đã đi qua, chắc chắn đã có nhiều đau khổ đắng cay mà trước mắt tôi chưa khám phá được. Tôi cũng muốn tới an ủi cô Trinh lắm, nhưng không dám vì chẳng biết phải nói gì với cô. Trước đây, thỉnh thoảng cũng thấy cô ra trước cửa, dương dai hít thở khí trời. Còn bây giờ, hầu như cô ở suốt trong nhà, khách đến sửa đồ rồi về, cô cũng không tiện ra cửa như trước. Tôi thầm nghĩ trong lòng, cô cứ ngồi suốt trên máy như vậy, có ngày đôi chân sẽ rất yếu thì sao? Tôi biết, ngoài việc bán mạng để kiếm tiền, cô còn muốn tránh mặt mọi người. Cô không phân bua, không thanh minh thanh nga gì về mình, mặc cho ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Cô Trinh thật tội nghiệp. Thằng Chậm thì khác, nó xem như không có chuyện gì xảy ra hết, rảnh rỗi cũng chạy qua chơi với ông Út. Lúc này coi bộ ông có vẻ khỏe hơn, nó kiếm đâu ra bộ cờ tướng rồi nhờ ông dạy nó chơi. Thằng dạy mà có khiếu, chẳng bao lâu nó đã là đối thủ của mấy thầy cấp 3, đủ thay trình độ cờ của ông Út cao đến mức nào. Vậy là thằng Chậm bắt đầu khiêu chiến giùm sư phụ của nó. Mấy thầy mang trà bánh lại rủ ông Út chơi. Thầy anh còn đem luôn cái bàn thấp tè và 6 cái ghế lùn đặt trước cửa phòng ông Út để cùng ông đánh cờ và các thầy khác ngồi xem. Đến giờ nấu cơm, khi có thằng Chậm ở nhà thì nó làm giùm ông. Chỉ khi nào không có nó thì cô Trinh mới nấu. Buổi chiều, mấy thầy dạy luyện thi cho các anh chị lớp 12 tới sớm để đánh cờ với ông Út. Lúc nào cũng bị ông cho đo ván, nên mấy thầy tức lắm, quyết chí phục thù. Cha tôi cũng ngồi cạnh để xem, trình độ cờ của cha thua xa thằng Chậm, lấy đâu mà nghênh chiến ông Út. Tôi để ý cha tôi lắm, dù là ngồi trước cửa phòng và đối diện với cô Trinh, nhưng cha tôi không khi nào nhìn qua cô Trinh một cái. Ôi thôi, cái thằng Chậm này, nó đúng là công giả tràng rồi. Hôm đó chủ nhật, ba cha con tôi đều ở nhà. Chúng tôi thấy cô Lĩnh rón rén qua phòng cô Trinh. Chị em tôi hiếu kỳ nên theo rình. Thằng Chậm nhảy phóc vô nhà, còn tôi chỉ dám nép bên cửa lén nhìn và lắng nghe.
Tôi thấy cô Lĩnh kéo ghế ngồi cạnh cô Trinh. Hình như cô ấy khóc. Trinh, chị xin lỗi em. Xin lỗi hôm nọ đã làm em tổn thương. Chị đã tìm hiểu kỹ về em rồi. Thương không hết, sao lại nghi ngờ em như vậy được? Bỏ qua cho chị ngang Trinh. Cô Trinh ngừng may, nhìn cô Lĩnh. Chị đã nghe được gì? Nghe hàng xóm của em kể lại, vì sao mà em bỏ nghề, vì sao mà cha con em phải phiêu bạt khắp nơi. Và chị cũng biết những tin chị nghe được lúc trước do mợ hai của em đã tung ra. Sao em nín nhịn hay vậy Trinh? Gặp chị thì giá nào cũng phải dạy cho bả một bài học, rồi tới đâu tới. Cô Trinh bậm môi không nói gì, vẻ mặt uất ức đến tê tái lòng người đối diện. Quả thật, tôi rất nôn nóng muốn nghe được sự thật gì mà cô Lĩnh đã biết qua. Nhưng dẫu sao, tôi cũng đã lớn rồi, mà rình nghe trộm chuyện của người khác, cũng tự cảm thấy hổ thẹn. Dù gì cũng có thằng Chậm ở đó, trước sau gì tôi cũng sẽ biết thôi. Cho nên tôi bỏ vào nhà, kéo cái ghế bố ra, nằm dài mà suy nghĩ. Tôi chưa từng thấy thằng Chậm thích ai như thích cô Trinh, thích tới độ muốn đem cô thế vào vị trí mẹ tôi. Chẳng lẽ nó không biết nếu như cha tôi và cô đến với nhau thì sẽ là gánh nặng cho đối phương sao? Cha tôi phải nhờ vào bà nội mới nuôi nổi chị em tôi ăn học. Cô Trinh phải cắm mặt vào máy may mới đủ tiền than thuốc cho cha. Chậm chưa bao giờ chủ động làm quen với ai ngoài cô Trinh. Hồi ở với ngoại, ngoài nhà của ông cụ tứ, nó cũng ít tới lui nhà ai. Khi mẹ còn, đám tiệc, bà ngoại hay dẫn chị em tôi theo để được ăn ngon. Nhưng sau đó, chúng tôi không đi cùng bà nữa, vì đã biết mắc cỡ. Chỉ trừ có nhà cụ tứ, thì chị em tôi cứ tới ăn chực hoài. Thằng Chậm lẻo đẻo theo chân tôi suốt từ nhà tới trường. Mẹ mất rồi, chỗ dựa duy nhất của nó chỉ là tôi. Tôi thương nó lắm, thề với lòng là sẽ chăm lo cho nó, nhường nhịn nó. Nó cũng hiểu tấm lòng của tôi, nên luôn binh vực tôi khi bị bà ngoại la, luẩn quẩn phụ tôi làm chuyện này chuyện kia, một bước không rời. Từ lúc ra ngoài này, nó có thêm bạn nữa là cô Trinh và ông Út. Nó lại biết tìm bạn cho ông Út chơi. Bây giờ thấy cô Lĩnh qua nhà cô Trinh, chắc nó sợ cô Lĩnh sẽ làm tổn thương cô Trinh, nên qua ngồi đó để che chở. Cái thằng con nít mà bày đặt ra vẻ rồi. Lâu lắm tôi mới thấy cô Lĩnh ra khỏi phòng cô Trinh. Chậm mới lò dò về tới. Tôi vẫn nằm đó không ngồi dậy. Mặt nó có vẻ đăm chiêu lắm. Không nhịn nổi tò mò, tôi hỏi: Chuyện ra sao mà cô Lĩnh qua xin lỗi cô Trinh vậy? Kể chị nghe với coi. Chậm ngồi thụt xuống đất, hai tay để trên ghế bố. Nó ra vẻ nghiêm trọng. Chị biết không, cô Trinh á là con ruột của ông Út đó nghe. Chứ không lẽ không phải ha? Hổm mình cũng nghi, nhưng bây giờ thì biết rõ rồi nè. Biết sao kể nghe đi. Vậy là nó hệ thống lại những gì đã nghe và kể lại cho tôi nghe sự thật về cô Trinh.